Mày chờ bạn ngồi xuống. Tôi chờ bạn ngồi xuống. Nếu còn đứng ơi, hãy dành ngồi ra. Ngồi bạn đi. Ngồi ngay bạn đi. Thôi. Hãy thắng con đó đi. Hãy dành ngồi bạn. Quên rồi. Ngồi ngay bạn đi. Để cho không mấy con này khỏi đấu. Combo mạnh nhất. Để cho combo bây giờ là siêu mạnh nhất là đây nè. Sabrigan và Devarin không mà ảnh bằng. Thấy chưa, cái combo này mạnh lắm á. Combo này mạnh lắm nha. Thôi lên đi. Để cho cái con ngày vô này đã thắng chơi nữa. Lại với rất vọng. Tôi biết cái phần mà Devarin rồi. Ồ, nít hả con? Lớp dọc từ đầu luôn rồi, thua rồi. Nếu chậm thì sẽ yếu rồi. Thường nó lớp dọc, nó mấy con kia nó sẽ hút lực. Nhưng mà đối với con này nó không có hút lực nổi. Cho nên nó sẽ thua. Thấy chưa? Không lít luôn á, bo tận bây giờ không lít nào luôn á. Đây nè các bạn, đây là dòng sắt cực kỳ mạnh. Đây là dòng sắt của Slash Bakery. Bakiri, đây là Venom, Bakiri, đó chứ lại con Heaven Pegasus. 3, 2, 1, 1. Lên đi, Venom Bakiri. Sao Venom Bakiri cầu vậy ta? Mình thấy hơi cầu các bạn ơi. Nhưng mà tao cũng bị liễn xỉn rồi. Đừng có liễn xỉn mà. Cái giọng đó mạnh lắm á. Bây giờ gắn cái trời rồi. Đáng dòng kia cho rồi. 30 triệu bên tức. Nó bước chung bên tức. Lên đi. Mẹ nó bả kia đi. Thôi lên này. 30 triệu bên là tức. Lên một combo mạnh. Cố lên, tôi chưa có. Cái con này á là cần những con mà đúng đạo đúng không, phải cân bằng mới đó. Wiza Devolot sẽ đấu với lại Heaven Pegasus. Ok. Cái combo cực kỳ mạnh. Không có con nào là hút được được đó. Rồi cho ăn rồi. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Why are you my fantasy? Me.
hình như con phải thắng chút xíu. Không, thắng chút xíu, 1-0.1 thôi. Rồi chưa văn rồi. Một phát chạy ra, quá tình đi. Thôi, mạnh dữ. Con đi con lên mà được tấn công rồi. Con đi, con lẽ là thằng thủ. Nó gì con? Nó gì con? Chuyện gì xảy ra vậy? Không có biết gì hết. 2 lít luôn á, xém bớt luôn á. Tôi chưa bằng. Nó có một cái à. Hay là cái công viên à. Ờ giờ vừa hắn luôn rồi đó. Tung cánh thì biết rồi, con kia một phát tung cánh luôn, con này không thể tung cánh, tung cánh luôn, không tung cánh nào luôn. Một lít mới có một lít thôi là con này một lít luôn. Cái con Safari này tôi ngủ lắm, lúc mà GT là nó chỉ đúng 2 lít đã thua thôi, chưa người ta là 4 lít, còn con đó 2 lít. Ghê chưa, mày mới nhớ con này mạnh lắm à. Không phải GT. Rồi xoàn. Con hơi gì thiệt, tao là con kia vậy bớt luôn á. Chết bà, thu cánh lại rồi. Cho con. Tung 3 cánh luôn nè. Trời ơi, khi này tung 3 cánh rồi các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, có thể bớt được con đó.
bạn con chưa tiêu bakery nó rất là khó với. Nói tung một cánh rồi. Con này tung ba cánh rồi. Evan tung một cánh. Cân nặng quá. Rồi Evan có khả năng thua rồi. Ai Evan thắng rồi. Oh yeah. Nhưng còn không lứt. Vì chưa ăn. Đế của hai bên cái sớt nè. Đó, một phát bớt này. Mình sẽ giữ lại cái niệm cực. Ừ, có bớt này. Thắng rồi, ba rồi. Và Kiri, xem bớt luôn. Trời ơi, quá thất vọng. Quay cho ăn luôn. Đều luôn. Holy crap. Hai con này như cái tài các bạn ơi. Tôi đi chú ăn thôi. Rồi xong. Hai. Rồi chú. Ha ha, đụng thẳng quá nhiều bị lật lật. Cười luôn. Ta thua rồi.